Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Thủ Thuật của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là reset, đặt lại mật khẩu, khôi phục cài đặt gốc cho những chiếc camera IP Dahua. Cụ thể mình thực hiện ở trong video này là camera IP Dahua 4M nhé. Và những cái con camera này của mình thì nó cũng khá là mới, nó hỗ trợ cả có màu ở ban đêm nhé. Đó. Ở đây thì mình có một cái mạng LAN nho nhỏ nhé, bao gồm là có 3 camera. Ở đây thì mình chỉ thực hiện ở trên 2 con camera này thôi nhé. Còn đối với cái con camera này, con này là dòng Doom nhé, thì mình chưa kết nối vào này, thì các bạn làm tương tự thôi. Đó. Còn ở đây mình đã kết nối 2 con camera này với một cái switch này. Và cái switch này là switch PoE nhé, nó có thể là cấp nguồn được cho 2 camera này của mình. Đó, thì các bạn có thể là dùng switch thường cũng được, nhưng mà nếu mà các bạn dùng switch thường thì các bạn lại cần phải có 2 cái cục nguồn để cấp nguồn cho 2 cái camera này nhé. Đó, thì đây mình cũng đã cấp nguồn cho cái switch này. Đó, và ở đây thì mình cũng đã kết nối với một cái máy tính nhá. Đó, thì ở đây mình có một cái mạng LAN nhỏ nhỏ. Và bây giờ thì mình sẽ reset, đặt lại mật khẩu hay là khôi phục cài đặt gốc cho những cái camera này nhá. Cụ thể ở đây là mình sẽ thực hiện ở trên 2 con camera này. Thì bây giờ thì mình sẽ bật máy tính của mình lên nhá, để cho các bạn coi là 2 cái camera này của mình đã được thiết lập nhá, đã được khởi tạo và mình quên mất cái mật khẩu của nó. Thì có nhiều cái trường hợp để các bạn có thể là cần reset và khôi phục cài đặt gốc hay là reset lại phần mềm cho camera của chúng ta. Ví dụ như trong trường hợp mà camera của chúng ta bị lỗi phần mềm chẳng hạn, hoặc là các bạn bị quên mật khẩu của camera, các bạn muốn cài đặt lại camera của chúng ta từ ban đầu ấy, thì các bạn làm theo video này của mình nhé. Bây giờ mình sẽ mở máy tính của mình lên nhé, cho bạn coi. Ở đây thì mình đây nhá, giờ mình sẽ cho bạn coi ở trên máy tính của mình, thì mình sẽ mở cái phần mềm đó là config tool đó, để cho bạn coi. Config tool mình mở lên nhé. Đó, các bạn để ý ở đây thì các bạn có thể là bấm vào đây để chúng ta có thể là loát lại nhé. Nó thì ở đây nó đã nhận ra 2 cái camera này của mình đã được, đây các bạn để ý nhé, đây nhá các bạn để ý nhá, 2 cái camera này của mình, đây cái tình trạng của nó là đã được khởi tạo nhé. Đây initialize đó, tức là đã được khởi tạo nhé. Và ở đây thì đây là cái modem của nó này, đó, modem của 2 cái con này nhé. Và ở đây đều là cái dòng là 2439 này. Đây, các bạn để ý nhá, mình có thể là cho bạn coi cái modem của nó đây. Đây nhá, mình sẽ cho các bạn coi modem của cái con camera này của mình nhá. Đó, đây các bạn để ý, đây đều là camera IP này và cái modem của nó đây là DHIPC HFW2439MP này. Đó, ASNET BS2. Đó, đây là modem con này nhá. Và đây là con modem của con này. Đây, các bạn để ý nhá, modem của con này đây. Là DHIPC này, HFW2439SPSANET S2. Đó. Modem con này nhá. Đó, thì cái dòng camera mà mình đang thực hiện đây thì cũng khá là mới. Đây, còn đây là con Doom này nhá. Đó. Đây cái modem của nó đây. Cho bạn coi. DH này IPC HDW2439TP. Đấy các bạn để ý nhá, HD có cái đầu HD này là cái dòng Doom nhá. Còn HF thì là cái dòng cam thân. Đây giống như hai con ở dưới này là cam thân nhá. Còn con này là cam Doom này. Thì các bạn để ý ở đây nó là HD nhá, cũng ASNET S2 này. Đó, dòng camera này thì nó đều hỗ trợ mic nhá, đều có mic để chúng ta có thể là thu được âm thanh. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại máy tính của mình nhá. Đây các bạn để ý ấy, nó đã được cài đặt với cái IP là 192.168.1.200 và con ở dưới này là .201 nhá. Đó. Đó, các bạn để ý ở đây thì mình đã bị quên mất cái mật khẩu. Đó. Ví dụ ở đây mình xem nhé. Không thể đăng nhập. Ví dụ admin này. Ở dưới ví dụ mình là admin chẳng hạn. Nó không được nhé. Mình bị quên mất cái mật khẩu rồi. Hoặc là các bạn muốn reset nó trở về cái trạng thái ban đầu để chúng ta có thể là cài đặt lại đấy, các bạn sẽ làm giống mình nhá. Đó thì bây giờ mình sẽ đi reset 2 con camera này của mình về cái trạng thái xuất xưởng nhá, về cái trạng thái ban đầu để chúng ta có thể là đặt lại mật khẩu hay là chúng ta khôi phục nó về cái trạng thái ban đầu nhá, để chúng ta có thể là cài đặt lại những chiếc camera này của chúng ta. Và cái video mà mình cài đặt lại camera này thì mình cũng sẽ làm ở một cái video khác nhé. Video này thì mình chỉ reset nó về cái trạng thái mặc định ban đầu thôi. Đó. Đây các bạn để ý cho mình nhé. Với những cái dòng camera mới này của chúng ta thì đa phần là nó đều có hỗ trợ để chúng ta có thể là reset một cách khá là dễ dàng nhé. Đó. Thường là những camera mà chúng ta có thể là lắp thêm cả thẻ nhớ nhé.
thì nó sẽ có một cái để chúng ta có thể tháo ra như thế này. Nó như con camera này thì chúng ta chỉ việc tháo hai cái ốc này thôi, và con camera này thì mình cũng chỉ việc tháo hai ốc này nhá. Còn đối với cái dòng Doom này, đây các bạn để ý nhá, chúng ta cũng nhìn thấy ngay nó cũng sẽ có một cái chỗ để chúng ta tháo để chúng ta có thể là reset nhá. Đây mình sẽ xoay ngược lại như này để các bạn dễ nhìn. Đó, đây cái chữ reset này, đa phần là nó cả hỗ trợ để chúng ta cắm thẻ nhớ nhá. Đó, những cái dòng này cũng thế. Bây giờ mình sẽ mở cái tô vít này nhá, mình sẽ mở hai cái vít này ra để mình mở cái lắp này ra để mình có thể là reset được camera của chúng ta nhé. Ở đây thì mình cũng đã mở, cơ bản là mình cũng đã mở sẵn rồi, bây giờ mình chỉ tháo một vài vòng nữa ra là nó ra thôi. Đó. Đây các bạn mở ra cho mình như này. Đó, bây giờ mình sẽ thực hiện ở trên con camera này trước nhé. Đây, các bạn để ý cho mình ở đây. Đó, thường là những cái camera này nó sẽ có thêm cả cái thẻ nhớ để chúng ta có thể là lắp vào nhé. Đó, các bạn có thể lắp thẻ nhớ vào đây. Rồi ở đây thì nó có cái chữ này reset đây, và bên cạnh nó có cái nút này. Đầu tiên là các bạn sẽ cấp nguồn cho camera của chúng ta nhé. Ở đây thì mình sử dụng cái camera IP này và nó có hỗ trợ PoE nhé. Thế nên là mình chỉ cắm một cái dây mạng và có cái cục switch PoE để có thể là cấp nguồn cho camera nhé. Thế nên là mình sẽ không sử dụng cái jack để cắm nguồn vào như này nhé. Đó, mình chỉ cần cắm dây mạng có cái switch PoE này là ok nhé. Như vậy là camera của mình đã có nguồn rồi nhé. Đó, nếu mà các bạn không có cái switch PoE này thì các bạn cần phải cấp nguồn vào cái jack cắm nguồn này cho nó nhé. Sau khi cấp nguồn xong thì các bạn sẽ bấm giữ cho mình cái nút này, tốt nhất là tầm khoảng 15 giây nhé. Nó cho chắc. Thông thường thì các bạn chỉ cần bấm cho mình tầm 10 giây là ok rồi, nhưng mà các bạn cứ bấm quá cho mình một chút nhé, tầm 15 giây đi. Rồi bây giờ thì mình có nguồn rồi nhá. Ở đây thì mình có nguồn thông qua cái cáp mạng, có cái switch PoE kia để cấp nguồn qua dây mạng này rồi nhá. Bây giờ mình sẽ bấm giữ cái nút reset này độ khoảng 15 giây. Các bạn bấm cái móng tay của chúng ta vào là được nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Đó, mình nhả ngón tay ra nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhìn ở trên phần mềm máy tính coi sao nhá. Mình sẽ loát lại này. Đó, mình bấm ok này. Đó, bạn chờ một chút nhá. Ở đây bây giờ hiện tại thì nó vẫn chưa nhận ra camera này của mình này. Các bạn chờ một chút nhá. Nó mất cái thời gian để nó khởi động lại. Đó, bây giờ chỉ còn một cái con camera này thôi này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử loát lại coi sao nhé. À, đây rồi các bạn để ý nha, nó đã nhận ra rồi nhé. Và ở đây, đây các bạn để ý nhá, bây giờ của nó cái trạng thái là chưa được khởi tạo này, uninitialize này, tức là chưa được khởi tạo này. Đó. Và modem của nó đây, đây các bạn để ý nhá, khi mà các bạn đưa nó về cái trạng thái ban đầu ấy, trạng thái xuất xưởng ấy, thì nó sẽ có cái địa chỉ IP đó là 192.168.1.108 nhé. Đó, ok. Như vậy là cái con này mình đã reset xong rồi nhá. Bây giờ mình sẽ thực hiện tiếp ở trên con camera này nhá. Mình cũng phải tháo cái này ra này. Đối với cái con camera Doom này thì cũng tương tự thôi. Các bạn làm tương tự thôi nhá. Ở đây thì mình sẽ chỉ thực hiện ở trên con, trên hai con camera này thôi. Đó, mình đã mở ra như này rồi nhá. Đây các bạn để ý, ở đây thì cái con camera này thì mình cũng đã cấp nguồn cho nó thông qua cái dây mạng do cái switch PoE kia nó cấp nguồn cho rồi nhá. Vừa có thể là cấp nguồn, vừa có thể là kết nối được vào mạng này. Đó. Thế nên là mình sẽ không cần cái cục nguồn để cấp nguồn cho nó vào cái jack này nhá. Đó. Và ở đây các bạn để ý nhá. Đây, các bạn để ý là nó cũng có cái khe để chúng ta cắm thẻ nhớ này. Và ở đây các bạn để ý nó có cái nút bấm reset này. Cái nút bấm này thì nó dễ, các bạn có thể là dễ bấm hơn cái con camera này nhá. Đó. Đây, bây giờ thì mình đã có nguồn rồi nhá. Bây giờ mình chỉ việc bấm cái nút reset này độ khoảng 15 giây thôi. Bây giờ mình sẽ thực hiện nhá. Mình sẽ bấm giữ này. Bấm này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Rồi mình nhả ngón tay ra nhá. Ok, như vậy là mình đã chờ được một tẹo để cho camera nó khởi động lại rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ loát ở trên cái phần mềm ở trên máy tính để coi sao. Đó, mình sẽ bấm loát này. Bấm ok này. Đó, bạn để ý. Đây,
Như vậy là cái camera này của mình nó đã trong cái trạng thái đó là chưa được khởi tạo, tức là nó đã đưa chiếc camera này về cái trạng thái xuất xưởng rồi nhá. Và đương nhiên là chúng ta đã reset được lại camera của chúng ta, reset lại được mật khẩu camera của chúng ta nhé. Bây giờ thì nó đang trong cái trạng thái là chưa được khởi tạo này. Đây các bạn để ý nhá, cái IP của nó cũng đã đưa về cái trạng thái mặc định, đó là 192.168.1.108 rồi nhé. Như vậy là mình đã reset được hai camera của chúng ta về cái trạng thái ban đầu rồi. Và như vậy là bây giờ các bạn đã có thể là, các bạn có thể là cài đặt lại camera của chúng ta nhé. Các bạn có thể là cài đặt thông qua cái phần mềm config tool này đó. Với cái phần mềm config tool này thì các bạn có thể là cài đặt hàng loạt camera IP của Dahua đó. Các bạn có thể là cài đặt hàng loạt camera IP Dahua khá là dễ dàng nhé. Và video sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là cài đặt hàng loạt camera này ở cái video sau nhé. Cái video này thì mình chỉ chia sẻ với các bạn cách có thể là reset rồi khôi phục cài đặt gốc, khôi phục lại mật khẩu của nó, reset mật khẩu của nó về cái trạng thái ban đầu để chúng ta có thể là cài đặt lại nhé. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.